Thưa quý vị và các bạn, trào lưu vẽ sơn cờ Tổ quốc trên mái nhà hoặc cửa ra vào đang lan rộng và được thảo luận nhiều trên mạng xã hội. Bên cạnh thông điệp tích cực thể hiện lòng yêu nước, trào lưu này vẫn để lại những băn khoăn vì cờ Tổ quốc là biểu tượng thiêng liêng của quốc gia, của dân tộc, nên việc thể hiện tình yêu đất nước ở bất cứ hình thức nào thì cũng phải đảm bảo tính tôn nghiêm và thực sự ý nghĩa. Tại nhiều tuyến phố của Lào Cai, không khó để bắt gặp hình ảnh cờ Tổ quốc được vẽ trên cửa cuốn, mái nhà, tường nhà. Với nhiều người, trào lưu này chính là cách để lan tỏa những hình ảnh đẹp của cờ Tổ quốc, qua đó khơi lên lòng tự hào dân tộc và tình yêu đất nước trong mỗi người. Người dân của Lào Cai còn vẽ trên cờ Tổ quốc lên các khung cửa nhà và mái nhà nữa. Nên tôi rất thấy là tự hào về dân tộc Việt Nam ta, tôi muốn nhân rộng cái trend này. Trào lưu vẽ cờ Tổ quốc đang lan rộng, bên cạnh thông điệp tích cực là thể hiện lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tự hào dân tộc, đặc biệt trong các dịp lễ lớn hoặc các sự kiện quan trọng, tạo ra cảm giác gắn kết mọi người trong xã hội. Tuy nhiên, trào lưu này cũng có những nguy cơ tiêu cực nếu không được thể hiện đúng cách. Mọi người nên cân nhắc kỹ càng khi vẽ hoặc sơn cờ Tổ quốc, phải đảm bảo tính tôn nghiêm và trang trọng. Thì nên có một cái tôn trọng, một cái trang nghiêm, lịch sự và đầy trách nhiệm. Đó là phải là không thể vẽ tùy tiện được. Không thể vẽ tùy tiện. Thứ hai là không thể vẽ trên một cái nền của nó là méo mó được. Anh vẽ nó trên một cái nền nó méo mó, nó không ra hình hài của một lá cờ. Hoặc là vẽ những cái nơi mà nó không đảm bảo cái tính linh thiêng, tính uy nghiêm thì cũng không nên. Cho nên thì theo chúng tôi suy nghĩ là đã có một cái hình ảnh lá cờ của Tổ quốc thì nên phải được trân trọng suốt từ đầu đến cuối. Chúng ta cần phải nắm rất rõ các quy định của Đảng, thế rồi những cái hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về cái việc sử dụng cờ Đảng cũng như là cờ Tổ quốc, để làm sao ấy, khi mà chúng ta vẽ lên cái lá cờ ấy, mà chúng ta sử dụng cái lá cờ ấy, nó phải đảm bảo ở vị trí, trước hết là ở vị trí trang trọng. Thứ hai nữa là đảm bảo về cái màu sắc, về cái kích cỡ, về cái tỷ lệ theo đúng quy định. Đối với các trường hợp mà chúng ta đã vẽ, mà chúng ta đã sơn cái lá cờ Tổ quốc trên mái nhà hoặc những cái vị trí mà chúng ta đã sơn rồi, thì phải hết sức là chú ý để chúng ta kiểm tra lại cái việc là nó có đúng quy định hay không, về kích cỡ, về tỷ lệ, về màu sắc và vị trí. Nếu như nó chưa thực sự trang trọng thì chúng ta cần phải điều chỉnh lại. Thứ hai là với những trường hợp mà chúng ta sơn rồi, chúng ta vẽ rồi, thì phải hết sức lưu ý là chúng ta kiểm tra, để nếu như trường hợp mà bị bạc màu hoặc là bị phai màu thì chúng ta phải có hình thức là sơn hoặc vẽ lại. Thực hiện việc treo cờ Tổ quốc trang trọng trong những ngày lễ lớn, ngày Tết ở mỗi gia đình, các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 để thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và là ý thức trách nhiệm của mỗi công dân. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc sử dụng hình ảnh cờ Tổ quốc cũng phải đảm bảo sự tôn nghiêm, để hình ảnh quốc kỳ không chỉ đơn thuần là một biểu tượng của quốc gia, mà còn là hiện thân của lòng tự hào, của tinh thần đoàn kết và của lịch sử dân tộc.